Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đề nghị cấp giấy hay bằng khen và thưởng cho người có ý kiến đóng góp nhà nước. Kính gửi ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Chúng tôi tên là tôi, Trần Hoài Nam, 53 tuổi cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Trường Giang, 36 tuổi, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Đức Giang, 38 tuổi, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có xem trên mạng nhân dân làm chủ quốc gia có 12 nhân dân có nhiều ý kiến rất hay theo lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thủ tướng chính phủ quốc hội việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các vị kêu gọi toàn dân ai có kiến thức về pháp luật rõ ràng hãy đóng góp cho đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ việt nam quốc hội việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam để các vị hoàn thiện luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đáp lời kêu gọi của các quý vị. Chúng tôi xem trên mạng có 12 nhân dân làm chủ quốc gia. Đóng góp cho các quý vị rất nhiều ý kiến về pháp luật rất hay. Để các quý vị hoàn thiện pháp luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam như một Đóng góp về tiêu chuẩn của một đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Đóng đóng góp về tiêu chuẩn của một cán bộ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. đóng góp về tiêu chuẩn của một công an nhân dân nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. đóng góp về tiêu chuẩn của một cảnh sát nhân dân nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 5. đóng góp về tiêu chuẩn của một người công dân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 6. Đóng góp về, tiêu chuẩn của một cơ sở tín ngưỡng phải thật đúng luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 7. Đóng góp về, tiêu chuẩn của một chùa hoạt động phải thật đúng với pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 8. Đóng góp về, tiêu chuẩn của một nhà thờ hoạt động phải thật đúng với luật pháp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 9 đóng góp về tiêu chuẩn của một thánh thức hoạt động phải thật đúng với luật pháp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 10. Đóng góp về tiêu chuẩn của một vị là tu sĩ các đạo phải thật đúng với luật pháp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 11. Đóng góp về tiêu chuẩn của một vị là giảng sư các đạo, hành nghề giảng sư, phải thật đúng với luật pháp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 12. Đóng góp về bản hiệu của các cơ sở đạo. Tu theo pháp môn nào cũng phải treo bản hiệu thật rõ ràng, phải thật đúng với luật pháp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 13. Đóng góp các đạo tu để thành ông hay bà gì cũng phải treo bản hiệu thật rõ ràng phải thật đúng với luật pháp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 14. Đóng góp tu theo các đạo đã thành ông hay bà gì rồi, làm việc chi cũng phải treo bản hiệu thật rõ ràng để đúng với luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 15. Đóng góp về các vị là giảng sư các đạo. Khi ngồi giảng đạo phải cho người thắc mắc hỏi tự do, không từ chối câu hỏi nào. 16 đóng góp về người tu theo các đạo phải cam kết ba không. Không một, không chửi người hỏi khi người hỏi mà không trả lời được. Không hai, không thương người khác khi bị người khác chê hay nói nặng. Không ba, không tu ngoài pháp môn mà mình đăng ký tu với nhà nước, vân vân. Kính trình ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên đây là 16 phần mà 12 nhân dân đã góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để các vị hoàn thiện pháp luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính trình ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phần đóng góp ý kiến của 12 nhân dân này thật đáng giá ngàn vàng mà từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập gian nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến nay chưa có ai đóng góp hay và có giá trị như vậy. Vì 12 nhân dân này đóng góp 16 ý kiến quá tuyệt như vậy, nên chúng tôi có đề nghị ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phần như sau. Phần 1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên tặng cho 12 nhân dân này mỗi người một bằng khen và mỗi người 10 triệu đồng, tổng cộng là 120 triệu đồng. Với lý do vì có công đóng góp ý kiến quá hay với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 16 phần nêu trên của 12 nhân dân đóng góp thật là quá tuyệt, quá hay, quá xuất sắc mà từ trước đến nay chưa có vị nào đóng góp ý kiến cho Đảng và nhà nước quá tuyệt và quá hay như vậy. Phần tổ chức khen thưởng này, ông Đỗ Văn Chiến nên giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức khen thưởng vì 12 nhân dân này ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu số tiền 120 triệu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh không có thì có văn bản yêu cầu nhân dân ủng hộ. Khi đó, chúng tôi đứng ra kêu gọi nhân dân đóng góp phần 120 triệu này. Nếu được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ việc làm này thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra tổ chức tiếp nhận những ý kiến hay đóng góp từ nhân dân. Nếu nhân dân nào đóng góp cho Đảng và nhà nước những ý kiến hay thực hiện được thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra tổ chức khen thưởng. Hiện tại 12 nhân dân kính đề nghị các quý vị lãnh đạo trong đó có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra tổ chức việc đối chất về pháp môn Thiền tông của bác soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu, số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng với tất cả những vị hiểu sâu về đạo Phật, về pháp môn thiền tông học mà soạn giả Nguyễn Nhân đã xuất bản ra 11 quyển sách viết về pháp môn thiền tông học này. Phần chi phí tổ chức nhân dân họ nói họ lo hết. Chúng tôi cũng kính đề nghị với ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để làm Điểm. Sau cùng, chúng tôi kính đề nghị với ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau. Theo sự phân công của đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp địa phương là nơi tiếp nhận các ý kiến hay của nhân dân, đóng góp với đảng và nhà nước. Hôm nay, có 12 nhân dân, có 16 phần đóng góp với đảng và nhà nước. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên đề nghị với Đảng, nhà nước cho thực hiện hai phần nhỏ mà 12 nhân dân đóng góp với Đảng và nhà nước gồm phần 1: việc các cơ sở của 16 đạo tu để thành gì, yêu cầu 16 cơ sở của 16 đạo này phải treo bảng thật rõ ràng là tu để thành gì. Phần 2: tu thành rồi làm việc chi thời gian thực hiện là 6 tháng. Nếu cơ sở của 16 đạo này, đạo nào không thực hiện thì tạm thời cho đóng cửa. Kính trình ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 16 phần mà 12 nhân dân trình với Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi thấy rất hay. Chúng tôi kính đề nghị với ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị với Quốc hội cho soạn thảo ngay luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lấy 16 phần mà 12 nhân dân trình bày ra làm sườn cho các luật pháp này. Trước khi luật chưa ra đời, ông Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị với Đảng và nhà nước nên nương theo 16 phần đóng góp của 12 nhân dân tạm thời áp dụng cho 1 các cơ sở đạo, 2 các vị là giảng sư các đạo, 3 các vị là tu sĩ các đạo. Nhất là giải quyết việc chùa Thiền Tông Tân Diệu là ngôi chùa có công rất lớn, nuôi rất nhiều cách mạng mà Đảng, nhà nước đã bỏ quên. Bên cạnh đó đề nghị ông chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đứng ra tổ chức buổi đối chất giữa soạn giả Nguyễn Nhân, chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu với tất cả những vị là tiến sĩ Phật học, tiến sĩ thần học, tiến sĩ thánh học, cán bộ nhà nước, nhân dân, vân vân về pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam do chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến vì pháp môn này nhân dân chúng tôi thấy rất khoa học, thuận lý nhưng lại bị nhiều người chửi là tà đạo. Ngày nay là thời văn minh khoa học vật lý cao, ở nước Việt Nam có một ngôi chùa phổ biến đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam. Pháp môn này được xuất bản ra 11 quyển sách hợp lệ, trình bày rất rõ ràng, mạch lạc và khoa học. Được chính quyền và hội đạo Phật cho công bố ra. Pháp môn này cho bất cứ ai thắc mắc hỏi tự do, không từ chối câu hỏi nào, dù hữu hình hay vô hình. Đặc biệt, pháp môn này trình bày thật rõ ràng theo khoa học vật lý về 1. Càn khôn vũ trụ bao lớn, chứa gì trong đó? 2. Phật giới ở đâu, loài nào sống trong đó? 3. Có bao nhiêu hệ mặt trời trong càn khôn vũ trụ? 4. Trong hệ mặt trời có bao nhiêu loài sống? 5. Trong hệ mặt trời chứa những gì? 6. Ở mỗi hệ mặt trời có bao nhiêu trái đất giống như địa cầu này? 7. Trong càn khôn vũ trụ có danh 8 loài động vật như 1 là Phật, 2 là trời, 3 là người, 4 là thần, 5 là thánh, 6 là tiên, 7 là ngạ quỷ, 8 là xúc sinh và 9 loài thực vật. 8. Ở trái đất này không vị nào biết rõ như 1 là loài Phật đầu tiên tại sao có? Hai là loài trời, đầu tiên tại sao có. Ba là loài người, đầu tiên tại sao có. Bốn là loài thần, đầu tiên tại sao có. Năm là loài thánh, đầu tiên tại sao có. Sáu là loài tiên, đầu tiên tại sao có. Bảy là loài ngạ quỷ, đầu tiên tại sao có. Tám là loài xúc sinh, đầu tiên tại sao có. Chín là loài thực vật, đầu tiên tại sao có hiện giờ các đạo đều nói ngọc hoàng hay thượng đế là vị tạo ra con người và vạn vật đầu tiên trên trái đất này như vậy không biết có đúng không đảng nhà nước cũng nên tổ chức tìm hiểu xem coi như thế nào có nhân dân đài thọ nhà nước chỉ cử vài cán bộ tôn giáo đến dự và chất vấn là được rồi nếu ông soạn giả Nguyễn Nhân 85 tuổi ở chùa Thiền Tông Tân Diệu mà trả lời cho những vị là tiến sĩ Phật học, tiến sĩ thần học, tiến sĩ thánh học, cán bộ nhà nước, nhân dân, vân vân mà ấp a ấp úng thì cho dẹp ông ta đi. Có khó khăn gì đâu mà cả hệ thống ba cấp chính quyền của tỉnh Long An, hai cấp hội đạo Phật cũng của tỉnh Long An ra sức dẹp chùa Thiền Tông Tân Diệu này đủ mọi cách mà cái 5 năm qua không dẹp được. Không làm vậy mất là... uy tín ba cấp chính quyền của tỉnh Long An, hai cấp hội đạo Phật cũng của tỉnh Long An. Kính mong ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện lời đề nghị của chúng tôi. Đừng để vụ việc kéo dài quá, không nên. Vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói và làm luôn đi đôi với nhau. Trân trọng kính chào và cảm ơn rất nhiều. chùa thiền tông tân diệu tu có cương lĩnh và nội quy rõ ràng hay không bây giờ tương tự cương lĩnh tương tự là cái gì tu hoàn toàn không tu sai cái pháp môn mình nha tu để giác ngộ giải thoát cương lĩnh của chùa là phải giác ngộ giải thoát chứ không phải khác còn nội quy có treo một cái bảng của ban quản trị cô nội quy có 6 điều rõ là hoàn toàn không ai dám vi phạm người nào trong ban quản trị hoặc ở trong chùa mà tu sai thì mời ra tự động mời ra nên nhớ một điều rất nghiêm nếu mà nói về luật thì chùa thiên tông dở rằng nghiêm túc thực hiện lời của ban tôn giáo chính phủ đề ra ban tôn giáo chính phủ nói rõ nói cái gì chùa Tân diệu thực thi cái đó không có sai sót một chỗ nào hết